Rất vui được gặp lại các em trong chương trình dạy học bộ môn vật lý trên đài phát thanh truyền hình Quảng Nam QRT. Thì ngày hôm nay thầy cùng các em ôn tập lại chuyên đề dao động tác dần, dao động duy trì, dao động cứng bức và hiện tượng cộng hưởng. Thì mục tiêu của chuyên đề này thì các em phải nắm được những nội dung chính sau đây. Thứ nhất là các em nắm được khái niệm dao động tác dần, dao động duy trì và dao động cứng bức. Mục tiêu thứ hai đó là nêu được đặc điểm của dao động tác dần, dao động duy trì, dao động cứng bức và sự cộng hưởng. Mục đích của hai mục tiêu này là các em phải trả lời được các câu hỏi định tính trong đề thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Mục tiêu thứ ba là các em nắm được hiện tượng cộng hưởng và giải được các bài tập cộng hưởng. Mục tiêu thứ tư là các em giải thích được nguyên nhân của dao động tác dần và làm được một số bài tập cơ bản về dao động tác dần. Như vậy đó là bốn mục tiêu trong chuyên đề này mà các em cần nắm được. Bây giờ thầy sẽ tóm tắt lý thuyết của ba loại dao động trên. Thì trước hết là dao động tác dần. Thì các em đã học thì dao động tác dần là dao động mà có biên độ hoặc cơ năng giảm dần theo thời gian. Thì nguyên nhân mà có biên độ giảm dần theo thời gian là do lực cản môi trường luôn sinh công âm, mà sinh công âm thì đương nhiên làm cơ năng giảm, mà cơ năng giảm thì làm cho biên độ giảm. Như vậy nguyên nhân của dao động tác dần đó là do lực cản môi trường sinh công âm. Đặc điểm của dao động tác dần thì nó có đặc điểm sau. Thứ nhất là lực cản môi trường còn lớn thì tác dần còn nhanh, và đây là đồ thị biểu diễn dao động của con lát trong các môi trường khác nhau. Trong không khí tác dần chậm hơn, còn trong dầu như là tác dần rất nhanh, hầu như không dao động. Trong dầu nhớt thì có hệ số cộng rất lớn. Tính chất thứ hai, nếu một vật dao động điều hòa chịu thêm một lực cản nhỏ, dao động điều hòa có tần số gấp riêng omega 0, thì dao động của vật được gọi là dao động tác dần chậm. Thì cái tác dần chậm này thì nó giống như dao động điều hòa, nhưng nó chỉ khác ở chỗ là biên độ của nó giảm dần theo thời gian. Như vậy đó là các đặc điểm của dao động tác dần. Bây giờ sang phần ứng dụng của dao động tác dần, cái giảm rung. Thì ứng dụng của dao động tác dần có nhiều ứng dụng, nhưng mà cái ứng dụng mà chúng ta thấy trong hàng ngày cuộc sống đó là cái giảm sát trong ô tô này, xe máy này, hoặc là các cái cánh cửa mà đóng tự động. Thì cái giảm rung này thì nó có cấu tạo là gồm một cái piston chuyển động trong xi lanh có trong dầu có hệ số cản rất là lớn. Thì ứng dụng chính của nó là làm cho dao động đó nhanh tác dần. Như vậy đó là cấu tạo của cái giảm rung và ứng dụng của dao động tác dần. Thằng dao động thứ hai là dao động duy trì. Bây giờ để cho dao động của một vật không bị tác dần thì người ta thực hiện một dao động, đó là dao động duy trì, có nghĩa là người ta cung cấp năng lượng cho dao động tác dần để bù lại năng lượng mất đi do ma sát. Nhưng mà ở đây ta không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng của hệ thì dao động đã được gọi là dao động duy trì. Thì đặt khái niệm của dao động duy trì là dao động ta cung cấp một năng lượng trong mỗi chu kỳ để bổ sung phần năng lượng mất đi do tiêu hao do ma sát, nhưng không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng. Thì đó là khái niệm của dao động duy trì. Đặc điểm là nó có tần số bằng tần số riêng của vật. Loại dao động tiếp theo đó là dao động cứng bức và cộng hưởng. Thì khái niệm của dao động cứng bức là người ta tác dụng thêm vào hệ một ngoại lực biến đổi tuần hoàn F bằng F0 cos omega nt cộng phi, trong đó F là biên độ của ngoại lực, omega n là tần số gấp riêng của ngoại lực. Đặc điểm của dao động cứng bức thì dao động cứng bức là dao động điều hòa. Đặc điểm thứ hai là tần số của dao động cứng bức chính là tần số của ngoại lực. Biên độ dao động cứng bức phụ thuộc vào những yếu tố sau. Thứ nhất là phụ thuộc vào lực sức cản môi trường. Sức cản môi trường còn nhỏ thì biên độ dao động cứng bức còn tăng. Biên độ của dao động cứng bức tỷ lệ với biên độ của ngoại lực. Và biên độ của dao động cứng bức nó còn phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực cứng bức và tần số riêng. Nếu độ chênh lệch này còn giảm thì biên độ cứng bức còn tăng. Và khi cái độ chênh lệch đó bằng không thì biên độ dao động cứng bức sẽ đạt giá trị cực đại. Và đó là cái hiện tượng cộng hưởng. Như vậy cái hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng mà
dao động cưỡng bức tan đến giá trị cực đại khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng, có nghĩa là anh đọc giá trị cực đại khi Fn bằng F0. Và đây là đồ thị biểu diễn của biên độ theo tần số. Khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng thì biên độ tăng nhanh đến giá trị cực đại. Nhưng mà ở đây đồ thị 1 và đồ thị 2, đồ thị 2 là lực cản bé, do đó biên độ nó là nhọn, còn anh này là biên độ lực cản lớn nên nó tù hơn. Như vậy hiện tượng cộng hưởng mà nó nhìn thấy rõ rệt là khi cái lực cản môi trường nhỏ. Ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng thì ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng, ví dụ như ta chế tạo ra tần số kế hoặc ta lên dây đàn, thì cái tần số kế này mục đích để người ta đo cái tần số của ví dụ như chiếc cào chẳng hạn, mục đích để người ta chế tạo chiếc cào có tần số riêng rất khớp với tần số của ngoại lực cưỡng bức để nó không xảy ra hiện tượng cộng hưởng, bởi vì nếu xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì nó có khả năng gây sập cào. Đó là ứng dụng, một số ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng. Bây giờ chúng ta phân biệt dao động cưỡng bức và dao động duy trì thì giống nhau giữa hai anh này thì đều tác dụng bởi ngoại lực. Dao động cưỡng bức là khi cộng hưởng thì có tần số bằng tần số riêng của vật, có nghĩa là nó khi cộng hưởng thì nó mới có tần số bằng tần số riêng. Còn khớp nha giữa hai dao động này thì dao động cưỡng bức là nó ngoại lực độc lập với hệ, còn anh này được điều khiển bởi chính dao động của một cơ cáo nào đó nằm trong hệ. Và dao động cưỡng bức thì có tần số bằng tần số ngoại lực, còn anh này là tần số riêng. Còn biên độ anh này là không thay đổi, còn biên độ của dao động cưỡng bức là nó tỷ lệ với biên độ của ngoại lực, phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số ngoại lực và tần số riêng và lực cản môi trường. Như vậy đó là đặc điểm giống và khớp nha giữa dao động cưỡng bức và dao động duy trì. Bây giờ tôi sang bài tập và dạng thứ nhất là những câu hỏi định tính. Những câu hỏi định tính này thì thầy tổng hợp một số câu hỏi định tính nằm trong các đề thi đại học năm trước. Thì thực ra cái phần câu hỏi định tính này rất là đơn giản, nhưng mà khi các em làm là các em dễ, rất là dễ dẫn đến sai sót. Do đó thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời một số câu hỏi định tính trong phần này. Là câu thứ nhất là khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sai đây xa? Thì A nhỏ là biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức là đúng. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng bức đúng. Câu C là dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức đúng. Câu D dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ là không đúng, luôn, bởi vì nó chỉ bằng khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Như vậy đáp án ở đây là đáp án D. Câu thứ hai, khi nói về dao động cơ tác dần của một vật, phát biểu nào sau đây là đúng? Thì trong dao động cơ tác dần thì theo như cái khái niệm của dao động thì nó có biên độ giảm dần theo thời gian. Như vậy câu này đáp án là đáp án D. Câu thứ ba, một vật dao động tác dần có đại lượng nào giảm liên tục? Giảm liên tục thì biên độ và cơ năng. Thì câu này các em chọn đáp án D là biên độ và cơ năng giảm liên tục. Câu số 4, một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi? Thì hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi một là tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng, hoặc là chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức bằng chu kỳ riêng. Thì câu A là tần số ngoại lực cưỡng bức lớn hơn là không đúng, chu kỳ lớn hơn cũng không đúng, và tần số ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng. Như vậy đáp án ở đây chính là đáp án C, là tần số ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Câu số 5, dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số F thì chu kỳ dao động của vật, thì tần số của dao động cưỡng bức cũng chính là bằng F, mà chu kỳ thì theo định nghĩa là đại lượng nghịch đổ của tần số. Do đó câu này rất là dễ dàng, các em chọn được là 1 trên F, đáp án của câu này là D. Câu số 6, dao động của hệ được bù là năng lượng đúng bằng năng lượng mất đi trong một chu kỳ mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng thì dao động này chính là dao động duy trì. Thì đáp án các em chọn đó là đáp án A. Câu số 7, khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng thì hệ này xảy ra hiện tượng cộng hưởng, mà hiện tượng cộng hưởng thì biên độ của nó tăng nhanh đến giá trị cực đại. Như vậy bài này các em chọn đáp án A. Câu số 8, cái giảm sáp của ô tô được áp dụng của dao động nào? Thì lúc nãy thầy có nói là cái giảm sáp hay giảm rung á, thì ứng dụng là của dao động tác dần.
Như vậy câu tóm các em chọn đáp án A, đó là dao động tác dần. Câu số 9, khi nói về dao động cứng bức, phát biểu nào sai đây đúng? Thì dao động của con lát đồng hồ là cứng bức, là không đúng. Dao động con lát đồng hồ là dao động duy trì. Câu B, biên độ dao động cứng bức là biên độ của ngoại lực, không đúng, là nó tỷ lệ với biên độ của ngoại lực. Câu C, biên độ của dao động cứng bức không đổi và có tần số bằng tần số gọi là cứng bức. À, câu này là giống như khái niệm, thì đáp án ở đây là câu C. Như vậy đó là 6 à, 9 câu bài tập định tính mà thầy tổng hợp trong các đề thi, một số câu trong đề thi của các năm trước. Bây giờ thầy sang dạng thứ hai, đó là các bài tập định lượng. Thì phần thứ nhất đó là dao động cứng bức và sự cộng hưởng. Thì phương pháp giải của bài tập này nó như sau. Thì để cho hệ dao động với biên độ cực đại hoặc là rung mạnh hoặc là nước sóng sánh mạnh nhất thì hệ này nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Để hệ dao xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì cái điều kiện để có cộng hưởng là tần số của ngoại lực cứng bức bằng tần số riêng hoặc là tần số gáp hoặc là chu kỳ của dao động của ngoại lực cứng bức thì bằng tần số riêng thì nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Và vận tốc khi nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng là V bằng delta S chia cho T0. T0 là chu kỳ dao động riêng hoặc là V delta S nhân F. Tí nữa thầy sẽ giải thích vì sao có vận tốc này bằng vận tốc để cộng hưởng thì bằng delta S chia T0. Và phần này các em nắm thêm có công thức của chu kỳ riêng của con lát lò xo, con lát đơn. Con lát lò xo là chu kỳ quán là T bằng 2π căn 2 của M trên co, con lát đơn là 2π y căn bậc 2 của L trên G. Nắm thêm có công thức chu kỳ dao động riêng của hai con lát. Bây giờ ta vào những bài tập cụ thể. Bài tập thứ nhất là một con lát gồm một viên bi nhỏ có khối lượng M, có khối lượng không đáng kể và có độ cứng là 160 Newton trên mét. Con lát dao động cứng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn không đổi, nhưng mà khi thay đổi tần số của ngoại lực thì biên độ dao động của viên bi thay đổi. Khi F bằng, chú ý F bằng 2π Hz thì biên độ của viên bi đạt giá trị cực đại. Và như vậy khi mà biên độ của viên bi đạt giá trị cực đại có nghĩa là cái hệ dao động của con lát này xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Bây giờ ta thấy là khi biên độ đạt giá trị cực đại, khi tần số của ngoại lực cứng bức bằng tần số riêng, như vậy tần số riêng của con lát là sao, là 1 trên 2π căn 2 co trên m bằng tần số ngoại lực cứng bức, có nghĩa là bằng 2π. Từ đây anh có dễ dàng rút ra được khối lượng của con lát. Ta bình phương hai vế, rút ra khối lượng và ta thay số vô, là tính ra khối lượng là 0,1 kg và ta đổi là 100 g. Và các em chú ý đơn vị các em tính ra 0,1 kg nhưng mà em nhìn trên đây là cái đáp án là 0,1 g thì em cứ thấy 0,1 em tréo vô thì dễ dẫn đến sai sót. Do đó các em phải chú ý cái đơn vị. Như vậy bạn đã đáp án là đáp án A. Câu số 2. Một tàu hỏa chạy trên đường ray cứ khoảng 12,5 mét trên đường lại có một chỗ nối. Người ta chu kỳ dao động riêng của các trên khung của các lò xo là 3,125 giây. Tàu bị sắt mạnh nhất khi nó chạy với tốc độ bằng bao nhiêu? Thì cái cách giải bài toán này thì chúng ta làm như sau. Thì các em chú ý đây là cái hai chỗ nối của đường ray. Và hai chỗ nối của đường ray thì khoảng cách giữa hai chỗ nối là 12,5 mét. Bây giờ muốn tính được tốc độ của tàu thì các em phải tính có quãng đường và các em tính được thời gian đi hết cái quãng đường này. Và hai lần lặp lại liên tiếp thì có nghĩa là cái chu kỳ của ngoại lực cứng bức chính là bằng khoảng giữa hai là hai thời gian giữa hai lần mà nó đi qua chỗ nối. Như vậy ta muốn xác định được cái tần chu kỳ của ngoại lực cứng bức thì trong trường hợp này nó sát mạnh nhất thì nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Do đó cái chu kỳ của ngoại lực cứng bức này bằng chu kỳ riêng. Đó, như vậy chu kỳ riêng, như vậy ta có T này chính là bằng T0. Như vậy để xác định được vận tốc, ta chỉ cần áp dụng công thức V bằng delta S chia T và T này chính là chu kỳ dao động riêng. Và ta tính được vận tốc của nó chính là bằng 4 mét trên giây. Và đáp án ở đây là đơn vị đổi ra km trên giờ là 14,4 km trên giờ. Như vậy khi các em tính ra thì các em phải chú ý đến đơn vị. Và cái bài này là có đáp án là 4 km trên giờ, nhưng mà khi em tính ra là 4 mét trên giây em cứ thái là em ghi 4 đáp án A thì nó là dẫn đến sai sót. Do đó các em chú ý đến đơn vị và chúng ta đổi ra đơn vị khoảng là 14,4 km trên giờ.
Như vậy, lúc nãy thầy nói công thức, vì sao nói công thức V bằng delta S chia T0 là thầy đã giải thích ở ngay chỗ vị trí là cái thời gian giữa hai lần liên tiếp của chỗ nói chính là chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức. Bây giờ tương tự qua bảng số 3, là một con lắc đơn có chiều dài là 0,3 mét được treo trên trần của một toa xe lửa. Con lắc này bị kích thích dao động mỗi khi bánh xe qua chỗ nói của đường ray. Khi xe chạy thẳng đều với tốc độ bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của nó lớn nhất, và người ta cho khoảng cách giữa hai mối nối thì 12,5 mét. Thì tương tự giống như bài số 2 thì ta tính để cho nó dao động với biên độ lớn nhất thì nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng, và ta áp dụng công thức mà thầy giải thích ở câu 2 rồi, thì ta lấy V bằng delta S chia cho T, và T ở đây chính là chu kỳ dao động riêng của con lắc đơn. Và chu kỳ dao động riêng của con lắc đơn thì được tính bởi công thức là T0 bằng 2 pi can pha của L trên R, và can thay số vô là hắn là 1,09, và delta S chính là bằng 12,5. Thì chúng ta tính được vận tốc của nó là 11,5 m trên giây và đổ ra 41,4 km trên giờ. Và các em cũng một lần nữa là chú ý đơn vị chứ dễ các em chọn đáp án B, và đáp án ở đây là đáp án C. Chú ý câu số 4. Một người chở hai thùng nước phía sau xe đạp, và xe đạp đi trên đường bê tông, và cứ 5 mét trên đường có một rãnh nhỏ, chu kỳ dao động riêng của nước trong thùng là 1 giây. Người đó đạp xe với tốc độ bằng bao nhiêu thì không có lợi cho xe. Có nghĩa là khi ta đạp với tốc độ mà không có lợi cho xe, có nghĩa là tần số ngoại lực cưỡng bức bằng tần số riêng, thì lúc đó nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng, thì làm cho xe lát mạnh nên nó không có lợi cho xe. Như vậy câu hỏi này ra là chúng ta phải suy ra trong trường hợp này chính là xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Thì hiện tượng cộng hưởng thì chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức bằng chu kỳ riêng, thì vận tốc thì là áp dụng công thức giống như lúc nãy, đó là V của anh là bằng delta S chia T0, và tính ra là 5 mét trên giây và đổ là 18 km trên giờ. Và cũng thầy nhắc lại lần nữa là chú ý cái đơn vị, và dễ dàng tính ra khi ta lòng quá nhanh thì ta ngó lên nam thì ta chọn, ta không cần nghĩ đến, không ngó đến đáp án thì dẫn đến sai sót là đáng tiếc. Như vậy bài này đáp án là đáp án A. Tiếp theo là câu số 5. Một con lát lò xo có độ cứng cơ khối lượng 1 kg, treo con lát trên trần của toa tàu ngay phía trên trục xe, cứ khoảng 12,5 đường ray là có một rãnh nhỏ giữa hai chỗ nối của thanh ray, tàu chạy với tốc độ 45 km/h thì con lát dao động mạnh nhất, tính độ cứng. Như vậy bạn nên chúng ta lần ngược lại, có nghĩa ta phải tính được chu kỳ dao động riêng của con lát. Mà muốn tính chu kỳ dao động riêng của con lát thì ta tìm chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức. Thì tương tự áp dụng công thức giống như lúc nãy, là chúng ta áp dụng công thức là khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì chu kỳ riêng của con lát bằng chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức, mà chu kỳ riêng của con lát chính là bằng 2 pi can pha của M trên G, và chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức chính là bằng delta S chia cho V. Đó, từ đó chúng ta rút ra được G là bằng 40 Newton trên mét. Như vậy đáp án đây là đáp án B. Như vậy ta chỉ nắm được là nó xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kỳ riêng bằng chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức. Câu số 6. Một con lắc đơn có chiều dài là 1 mét, dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến đổi tuần hoàn F bằng F0 cos của 2 pi FT cạnh pi trên 2, lấy R là bằng 10 mét trên giây bình. Bây giờ nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,25 Hz đến 1 Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ thay đổi như thế nào? Thì để làm bài toán này thì trước tiên em phải tính ra cái tần số riêng của con lắc đơn, và ta so sánh với hai cái tần số này. Thì tần số riêng của con lắc này được tính công thức là F là bằng 1 trên 2 pi căn bậc 2 của G trên L, và thầy tính ra được là 0,5 Hz. Như vậy 0,5 Hz thì đương nhiên nó nằm từ 0,25 đến 1 Hz. Thì các em nhìn trên cái đồ thị biên độ thay đổi theo tần số thì em sẽ biết là biên độ của nó sẽ tăng hay giảm như thế nào. Thì trước hết là có tần số F1. Tần số F1 là nhỏ hơn F0. F0 là tần số cộng hưởng này. Tần số F2 là lớn hơn F0. Như vậy khi tần số F0 ở đây đó, thì nó sẽ đạt giá trị cực đại. Như vậy từ đó tan từ F1 đến F0 thì biên độ của nó tan đến giá trị cực đại.
Bây giờ tiếp tục nó tăng từ F0 đến F2 thì biên độ nó sẽ giảm xuống lại. Như vậy điều đó chứng tỏ rằng biên độ của nó tăng, sau đó giảm. Như vậy bạn hãy cam chọn đáp án là đáp án D. Câu số 7 là một con lắc là sao có khối lượng không đáng kể, có treo và có khối lượng 200 g. Khi cân bằng là sao giãn 2 cm, có nghĩa là delta L đó. Khi vật đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta tác dụng vào nó ngoại lực biến đổi tuần hoàn F bằng F0 cos của omega t, F0 là không đổi và tần số của nó thay đổi từ 2,6 Hz cho đến 3,6 Hz. Thì họ hỏi là bây giờ O2 lớn hơn O1 hay O2 bằng O1 hay là O2 nhỏ hơn O1? Thì để biết O2 lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng O1 thì các em cũng phải tính tần số riêng của con lắc là sao. Và tần số riêng của con lắc được sao? Được tính bởi công thức là F bằng 1 trên 2π căn bậc 2 của R trên delta L. Và ta tính ra được là bằng 3,56 Hz. Như vậy 3,56 Hz này là nó nằm ở ngoài cả từ 2,6 đến 3,4 Hz. Thì bây giờ em quay lại nhìn cái đồ thị để em sẽ biết được biên độ A2 lớn hơn O1 hay là A2 nhỏ hơn O1. Bây giờ đây là biên tần số F1, đây là tần số F2. Như vậy F1 nhỏ hơn F2 và nhỏ hơn F0. Như vậy khi tần số nó tăng từ F1 đến F2 thì biên độ sẽ tăng. Và khi F bằng F0 thì nó đạt giá trị cực đại. Như vậy khi F mà nhỏ hơn F1, F1 nhỏ hơn F2 và nhỏ hơn F0 thì biên độ của nó luôn tăng. Luôn tăng, do đó biên độ A2 của nó sẽ lớn hơn O1. Như vậy bạn nên các em chọn đáp án là đáp án A. Và hoặc người ta có thể tính độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số riêng. Nếu cái độ chênh lệch đó còn nhỏ thì biên độ càng tăng. Thì bây giờ cách thứ hai, tính thứ hai là em có thể lấy F cưỡng bức 1 trừ F0 là bằng 0,96. F cưỡng bức 2 trừ F0 thì bằng 0,16. Điều đó chứng tỏ rằng cái độ chênh lệch tần số của F2 là nhỏ hơn F1, do đó biên độ A2 rõ ràng lớn hơn O1. Như vậy em có thể so sánh dựa vào đồ thị, nên em có thể cũng so sánh biết được A2 lớn hơn O1, hoặc là em dựa vào độ chênh lệch tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số riêng, ta cũng có thể xây được biên độ A2 lớn hơn O1. Còn lỡ như có một cái bài toán khớp, người ta ra F1 nó nằm phía bên này, F2 nằm đây, thì nằm có nghĩa là trong trường hợp nó nằm phía bên đây thì biên độ của nó là luôn giảm. Như vậy các em chú ý, nằm ở phía này là biên độ là tăng, còn nằm phía này là biên độ giảm. Và tiếp theo, dòng tiếp theo đó là dao động tắc dần. Thì và câu thứ nhất là một con lắc là sao dao động tắc dần trên mặt phẳng nằm ngang, cứ mỗi chu kỳ biên độ giảm 2%, chọn góc thế năng tại vị trí là sao không bị biến dạng, phần trăm cơ năng của con lắc mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất. Có nghĩa là phần cơ năng mất trong hai dao động toàn phần liên tiếp, có nghĩa là mất trong hai chu kỳ liên tiếp. Thì để giải quyết bài toán này thì người ta làm, chúng ta làm như sau. Thứ nhất là chúng ta tính được cái phần trăm cơ năng mất đi n chu kỳ, là ta lấy delta v kép chia v kép, là lấy đào trừ sao chia cho năng lượng đào. Thì cái cơ năng ban đầu thì được tính bởi công thức là v kép là 1/2 co o bình, và cơ năng còn lại sau n chu kỳ là 1/2 co o n bình. Như vậy các em chỉ cần tìm được cái cơ năng còn tìm được cái biên độ còn lại sau n chu kỳ. Và chúng ta thấy rằng cứ sau mỗi chu kỳ thì biên độ giảm 2%. Như vậy trong hai dao động toàn phần có nghĩa là trong hai chu kỳ. Như vậy ta tính độ giảm biên độ trong chu kỳ đầu tiên là O1 giảm đi 2% thì ta lấy O1 bằng O trừ cho 2% O, như vậy còn lại là 0,98 O. Và chu kỳ tiếp theo, bây giờ nó sẽ dao động với biên độ O1. Như vậy chu kỳ tiếp theo là O2, sau hai chu kỳ đó là O2 sẽ bằng O1 trừ 2% của O1 là 0,98 O1. Mà O1 là bằng 0,98 O, thì thay xuống đây là bằng 0,98 bình O. Ta đó ta tính được cơ năng còn lại sau hai chu kỳ. Cơ năng còn lại sau hai chu kỳ là 1/2 co O2 bình, thay thay O2 bằng cái level là 0,98 mũ 4 nhân O bình. Bây giờ các em thay lên lại biểu thức này thì em sẽ rút 1/2 co O bình đi, thì thay lên biểu thức trên thì ta tính ra nó là bằng 7,763%. Như vậy xấp xỉ là 8%. Như vậy bạn nên các em chọn đáp án D. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai
là một con lát lò xo đơn dao động tác dần. Cơ năng ban đầu của nó là 5 joule, sau 3 chu kỳ dao động thì biên độ của nó giảm đi 20%, xác định phần trăm năng lượng mất đi trung bình trong mỗi chu kỳ. Thì bạn nên tương tự cái mà tìm cái biên độ còn lại sau là biên độ sau 3 chu kỳ thì nó giảm đi 20% thì oa phải bây giờ còn lại là 0,8 oa. Như vậy ta tính năng lượng còn lại sau 3 chu kỳ là thật năng lượng quán là cái năng lượng ban đầu là cái nào do 0,64 năng lượng nên thì còn được tính là được là 3,2 joule. Như vậy năng lượng còn lại sau 3 chu kỳ là 3,2 joule. Như vậy từ đó ta xây ra được cái phần năng lượng mất đi sau 3 chu kỳ là bằng V kép trừ V kép phải nam trừ 3,2 là bằng 1,8 joule. Như vậy đây là năng lượng mất đi trong 3 chu kỳ. Như vậy người ta tính năng lượng mất đi trung bình trong mỗi chu kỳ thì ta lấy này chia 3 thôi. V kép này chia 3 là 0,6 joule. Như vậy bạn nên chọn đáp án là D. Câu số 3. Một con lát đơn có chiều dài L bằng 64 cm và khối lượng M bằng 100 g. Kéo con lát lệch ra khỏi vị trí cân bằng một góc 6 độ rồi thở nhẹ cho nó dao động. Sau 20 chu kỳ, biên độ góc còn là 3 độ, có nghĩa là giảm đi một nửa. Và lấy rê bằng 10 mét trên dây bình thì cho một độ là một độ bằng 0,0174 radian. Để con lát duy trì với biên độ 6 độ thì phải dùng một cơ cáo bổ sung một năng lượng có công suất trung bình bằng bao nhiêu. Như vậy để cho nó dao động với biên độ bằng giống như giữ nguyên như ban đầu là 6 độ thì cái năng lượng mà chúng ta cần cung cấp chính là bằng năng lượng nó mất đi. Như vậy bây giờ chúng ta phải tính cái năng lượng mà nó đã mất đi. Bây giờ cái công thức tính cơ năng của con lát đơn, công thức này là phải chứng minh nhưng mà sử dụng đối với trường hợp gấp alpha nhỏ thì công thức này ta có thể sử dụng đó là năng lượng ban đầu khoảng là 1 phần 2 mRL alpha zero bình. Đây là năng lượng ban đầu của con lát đơn và thầy tính ra được là 3,4878 nhân 11 trừ 3 joule. Bây giờ ta tính năng lượng khi biên độ gap của nó là bằng 3 độ. 3 độ thì 3 độ có nghĩa là nó sẽ bằng là alpha zero chia 2. Như vậy thầy bình lên là hắn là alpha zero bình chia 4 và thầy tính ra được năng lượng hắn là 8,7195 nhân 11 trừ 4 joule. Như vậy khi tính toán chỗ này thì các em chú ý là cái đơn vị của chiều dài các em phải đổi ra mét. Độ này các em phải đổi ra radian. Chứ còn để độ em tính này nó sẽ xa và khối lượng này các em phải đổi ra kg thì chúng ta tính được kết quả là năng lượng ban đầu và năng lượng còn lại sau 20 chu kỳ. Như vậy thầy đã tính được cái năng lượng mất đi sau 20 chu kỳ. Thì năng lượng mất đi sau 20 chu kỳ lấy năng lượng đào trừ năng lượng là đây là năng lượng mất đi sau 20 chu kỳ. Bây giờ nhưng mà hỏi công suất trung bình sau 20 chu kỳ thì công suất chính là một cái hạt định nghĩa là bằng cái công nó chia cho thời gian. Như vậy muốn tính công suất thì thời gian thì bằng 20 chu kỳ thì anh phải tính chu kỳ là 1,6 giây. Từ đây thầy có thể suy được công suất cung cấp để cho nó vẫn dao động với biên độ là 6 độ. Thì cái này lấy delta V cái chia cho T, T ở đây bằng 20 chu kỳ và tính ra gần bằng 0,082 mW. Thì đáp án của đoạn này là đáp án B. Như vậy cái phần dao động tắt dần vì vì thời gian nó gói gọn rất là trong vòng 30 phút. Do đó các một số dạng của dao động tắt dần thầy không có thể trình bày hết. Do đó thầy chỉ trình bày những cái bài toán cơ bản trong dao động tắt dần. Thì bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Chúc các em là có một buổi học vui vẻ và đạt hiệu quả. Xin hãy...